Kính thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là thí sinh thứ 3 với số báo danh là 107, Quỳnh Tiên. Trước khi để vào phòng thi đó thì em cho anh cũng như quý khán giả biết được rằng em biết hát từ khi lúc nào, hay là em bước vào cái con đường nghệ thuật từ lúc nào, và cái cơ duyên nào em đến được với đài truyền hình VTV và biết được cái chương trình tuyển chọn giọng ca vàng này. Dạ thưa anh, thì lúc ở Việt Nam thì em bắt đầu đi hát lúc mình học ở mẫu giáo. Sau khi lên cấp 3 thì mẹ muốn em tập trung học để qua Mỹ, cho nên mẹ cũng hạn chế việc đi hát rất là nhiều. Và bây giờ thì có một cái cơ hội rất là hiếm có, mà ở Mỹ rất là khó mà có một cuộc thi mà của cộng đồng người Việt. Cho nên lúc như em nghe bạn em nói khuyến khích em đi thi thì em quyết định Em nói là bạn em khuyến khích đi thi, thì đứng về trên lĩnh vực của gia đình thì như thế nào? Thưa anh thì ba mẹ em đây hiện tại giờ đang ở Việt Nam. Okay. Lúc mà ba mẹ nghe vậy thì cũng rất là ủng hộ em đi thi cuộc thi này. Mẹ nói cứ đi thi cho vui đi con, em cũng rất là cảm thấy hạnh phúc vì gia đình đã ủng hộ em. Em có biết rằng đài truyền hình VTV có thể chiếu trên toàn lưới màn cầu toàn cầu hay không? Và nếu như em có thể gọi về cho Việt Nam nói mẹ đã có lên theo dõi cái chương trình này, thì em có biết cái website của đài VTV tên gì hay không? Dạ biết anh, website của đài VTV là vtv552.com. Đúng vậy. Kính thưa quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này qua mạng lưới điện toán vtv552.com hoặc tại Houston là channel 55.2. Và trở lại với chương trình cuộc thi thì chúng tôi bây giờ lại có thí sinh tiếp theo, đó là thí sinh Quỳnh Tiên. Mời Quỳnh Tiên. Quỳnh Tiên ngày hôm nay đến với chương trình với nhạc phẩm nào nè? Hôm nay em xin phép được trình diễn bài hát Giọt Sương Trên Mí Mắt. Giọt Sương Trên Mí Mắt. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay tiếng hát của thí sinh Quỳnh Tiên với nhạc phẩm Giọt Sương Trên Mí Mắt. Có những lúc
trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Với phong cách rock như vậy thì nhạc sĩ Linh Phương cảm thấy thế nào? Có rock hay không nhạc sĩ Linh Phương? Rock lắm, rất là rock. Cô thích cái phong cách của em trình diễn, gương mặt của em, rạng rỡ, hát rõ ràng, đúng nhịp, khi lên cao không bị đuối. Và có lẽ thì Pha Lê cảm thấy hồi nãy hồi ngồi có vẻ lắc lư đó, thì lần này lắc lư là thế nào? Rock quá không? Yes, em rất thích bản nhạc này. Tôi thấy em rất trẻ, đúng không? Em có thể cho tôi biết hôm nay bao nhiêu rồi? Dạ, thưa chị Pha Lê thì năm nay em 22 tuổi. Wow, em trình diễn như là em đã trình diễn nhiều lần rồi. Cái phong cách trình diễn của em và em rất là tự tin. Phát âm rất là chuẩn, những chữ rất rõ. Pha Lê rất là ngạc nhiên, cái giọng của em rất là mạnh và em không có lúc nào mà Pha Lê thấy nhìn em mà Pha Lê chán hết. Thank you chị Pha Lê nhiều lắm. Còn Nguyên Lộc đó, khi mà chúng tôi cảm thấy là Quỳnh Tiên đây hát mà lại đến gần với lại quý vị ở đây thì Nguyên Lộc cảm thấy thế nào? Anh Nguyên ơi, trước tiên anh phải thấy là từ chương đầu chương trình bây giờ là toàn là con gái không thôi đúng không? Lần trước anh toàn là chọc em, sau kỳ này anh không chọc lại Nguyên Lộc đi. Thực sự không phải chọc, bây giờ thực sự ra bây giờ mới hỏi tới Nguyên Lộc là khi mà thấy Quỳnh Tiên hát mà còn lấy cảm tình của quý vị ở đây tới rất là gần mà không biết là Nguyên Lộc có cảm thấy là giọt sương nào trên mí mắt của Quỳnh Tiên hay không? Anh mà là bộ show anh sẽ gọi điện thoại cho em book show ngay bây giờ. Thank you, so I can pay my tuition. Anh không có ngờ, anh nhìn tướng em nhỏ như vậy mà cái giọng hát của em rất là rock, rất là hấp dẫn. Một khi mà em bước ngang qua đây, anh có cảm tưởng như là người đang coi concert muốn ra give me five. Rất là hay, rất là hay. Anh rất là enjoy cái performance của em. Và nhạc sĩ Ngọc Thanh thì sao ạ? Cô rất là khen ngợi Quỳnh Tiên, rất là tự nhiên và rất là tự tin. Và cái cách biểu diễn của em không có thua gì mà một người mà nghệ sĩ chuyên nghiệp hết á. Em có một cái ưu điểm là khi mà em xuống thấp á, thì em rất là nhỏ giọng xuống và rất là rõ. Và khi lên cao thì em rất là sáng trong cái câu ca của em. Thành ra cái em được cái thang âm của em đó, nó rộng. Mà em hát rất là chuẩn. Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm. Vâng, nếu quý vị cảm thấy đây là tiếng hát triển vọng trong cuộc thi này, cũng như quý vị đồng ý với quý vị tất cả những quý vị ở đây, thì hãy bầu chọn cho thí sinh Quỳnh Tiên với số báo danh là 107 qua số điện thoại là 1888-480-5937. Một lần nữa số điện thoại là 1888-480-5937. Kính thưa quý vị, thí sinh Quỳnh Tiên với tác phẩm Giọt Sương Trên Mí Mắt, một giọng ca rất là mạnh và truyền cảm và đã làm cho ban giám khảo rung động trái tim của mình. Anh muốn em cho biết, và đặc biệt hơn hết là quý khán thính giả, em cảm giác như thế nào khi em được một sự ủng hộ bởi ban giám khảo cho em hoàn toàn là A cộng hết? Dạ trước hết đó, thì đừng bẻ tay gãy tội lắm, còn nhiều dòng lắm em. Dạ, em đứng là... im được rồi, em ẹo anh chịu không nổi. Dạ thì điều trước hết thì em rất xin cảm ơn ban giám khảo đã ủng hộ cho bài hát của em. Và điều thứ nhì thì em rất quý tình cảm mà bạn bè em đã dành cho em hôm nay, đã tới cổ vũ em rất là nhiệt tình. Và điều thứ ba thì em rất cảm ơn đài truyền hình VanTV đã tổ chức lại một cuộc thi rất là vui, rất là sôi động để dành cho cộng đồng Việt Nam ở Houston này. Và xin đừng quên bầu chọn cho em số báo danh 1007. Anh mới định hỏi em, anh biết em rất là rung, vậy em còn nhớ cái số báo danh của em hay không? Mà một lần nữa lặp lại số báo danh của em cho quý khán giả nè. Số báo danh của em là 1007.